21 C2. Yes. Ui rồi. Hít à? AC, AC, AC. Sub AC. Gắn đi trận đấu này cầm AC Rian. Và bên mình là Summer. Gỗ đầu Mark Bing. Quả đầu 7 dành cho cái thủ cắm quýt và có heal rồi, gỗ đầu ok. Thế nhà ta đã biết rồi, đấy là bán xa ma. Vâng, chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận đấu này. Nóng quá anh em ạ, tôi vừa phải lon ton chạy ra chỉnh cái điều hòa ở phía sau. Vâng, 8-13. 8-13 với 26 dân của game thủ Cam Quýt. Một trận đấu mà cầm Summer và đang có một bầy heal và 3 boy vây về nhà chính nhà mình.
Vâng, BL được đóng cạnh với bãi quả của game thủ Cam Quýt. Như vậy đây một trận đấu vẫn đang kích đầy ổn. Em chào anh quý anh Nguyễn nhá. Vâng, vừa ra lon ton ra chạy chỉnh cái điều hòa, không để ý comment của anh em. Ngựa giò nở ra rồi đấy, đẩy luôn. Ít nhất phải nâng hộ tôi cái công. Giáp phải lên hay không thì tùy kệ. Gặp sư tử luôn, gặp luôn cái gì kìa, tê, ách dân à. Hai sư tử nó đuổi luôn, ái dài ơi. Vâng, hai con sư tử này nó nghe thấy tôi nói anh em ạ. Vâng, bài của Gunny dường như không phải là bài quá đẹp thì phải. Tôi đoán là như vậy thôi, không biết là như nào. Đây là BL thứ hai của game thủ Cam Quýt. Cố gắng nào. Vâng, bài điên hoàng khá xa đến từ game thủ Gunny. Đóng nhà BA cao như này luôn. Hai lờ vẫn đang bắt đều nhưng cũng phải cố gắng lên cái bánh xe đấy. Cùng AC nó đi nó đẩy phát fit luôn. Dẫu biết rằng mình là dân Summer đấy. Gunny ơi, chưa bánh xe đi anh ơi. Đừng bo anh ơi, quýt luôn anh em ơi. Anh không lên đấy. Trải tỷ số là 3-1 trong trận đấu này. Tươi quá anh em ơi. Vâng, map không lên đời. Tôi thấy điện hoàng xa tôi đã mừng mừng rồi. À, vâng, như vậy là 3-1 C2. May quá.